Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái chương trình VirtualBox. Thì để cài đặt VirtualBox thì các bạn search cái chữ VirtualBox, rồi các bạn click vô cái đường link để mà các bạn vô được cái trang download VirtualBox. Thì ở đây các bạn sẽ lựa chọn các phiên bản cho cái máy dựa trên hệ điều hành của mình. Thì hệ điều hành của mình là Windows, nên là mình sẽ lựa chọn Windows. Ở đây thì mình đã download về rồi, mình sẽ click vô và cài đặt. Mình nhấn Next. Rồi, tiếp theo thì một cái số cái mục mình không muốn lựa chọn thì mình bỏ cái check đi. Rồi mình nhấn Z. Rồi mình nhấn Install. Rồi, quá trình cài đặt đã bắt đầu. Thì do là mình đang quay video nó dễ lâu nên là mình sẽ tạm dừng cái video này. Rồi cuối cùng thì mình nhấn Finish. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài xong cái chương trình VirtualBox.